Khổng Tử dạy 38-23 và bài học chưa lỗi thời. Chỉ với một câu nói, Khổng Tử đã có thể cứu mạng 3 người. Khổng Tử 551 trước công nguyên, 479 trước công nguyên. Tên thật là Khổng Khâu, tự là Trọng Ni, sống ở nước Lỗ vào thời Xuân Thu. Ông được suy tôn là nhà khai sáng Nho giáo và triết gia lỗi lạc bậc nhất Á Đông. Những tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu rộng đến Trung Quốc từ thời phong kiến cho tới tận ngày nay. Tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác, các chùa chiền, trường học, cửa hàng vẫn trưng bày những chân dung của Đức Khổng Tử cùng lời dạy của vị triết gia. Cuộc tranh cãi ở cửa hàng giải. Một ngày nọ, khi Nhan Uyên đi ngang qua một cửa hàng giải và thấy trước đó có đông người nên tiến đến xem xét, bên trong có hai người đang tranh cãi gay gắt. Người mua giải hét lên: 3 × 8 = 23, sao ngươi cứ đòi 24? Người bán giải cũng không chịu thua kém, quát lớn: bỏ ngón tay ra đếm thử, rõ ràng là 24, ông phải trả đủ cho tôi, không được thiếu một đồng. Nhan Uyên không chịu được nữa, liền đi tới gần người mua giải, cúi đầu nói: vị đại ca này, 3 × 8 thực sự là 24, sao có thể là 23? Là anh tính sai, đừng cãi nhau nữa. Người mua giải nghe vậy càng tức giận, chỉ vào mũi Nhan Uyên: ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Muốn phân xử thì chỉ có thể nhờ Khổng Tử phân xử thôi. Người bán giải nghe vậy lập tức trả lời: được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến gặp Khổng Tử để phân xử. Nhan Uyên cũng nói: được rồi, nếu Khổng Tử nói huynh sai thì làm gì? Người mua giải nói: nếu ta sai thì cứ lấy đầu ta, còn người thì sao? Nhan Uyên trả lời: nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan. Khổng Tử nghe rõ câu chuyện, nhìn học trò của mình rồi cười nói: 38-23, Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ đưa cho người ta đi. Nhan Uyên chưa bao giờ cãi lời thầy, nghe Khổng Tử nói mình sai, liền bỏ mũ ở trên đầu xuống và đưa cho người mua giải. Người kia cầm mũ, đắc ý ra về. Về lời phân định của thầy, mặc dù bề ngoài Nhan Uyên tỏ ra phục tùng, nhưng trong lòng ông lấy làm khó chịu. Ông cho rằng thầy mình hồ đồ mất rồi, nên không muốn theo học Khổng Tử nữa. Hôm sau, Nhan Uyên lấy cớ nhà có việc nên muốn xin phép về nhà. Khổng Tử biết rõ tâm sự của học trò, cũng không ngăn cản mà gật đầu đồng ý. Trước khi Nhan Uyên đi, có đến chào thầy. Khổng Tử muốn đệ tử mình làm xong việc rồi hãy về, đồng thời dặn theo một câu: thiên niên cổ thụ mặc tồn thân, sát nhân bất minh vật đồng thủ. Câu này có nghĩa là không nên nương náu, tránh trú ở dưới gốc cây cổ thụ nghìn năm. Hại người không rõ thực hư thì không nên đồng thủ. Trên đường về, trời bỗng nhiên nổi gió lớn, mây đen dần dũ, rồi mưa như trút nước, sấm sét rẹt ngang trời. Nhan Uyên vội chạy vào một gốc cây lớn bên đường, định đứng đó tránh mưa. Bất chợt, ông nhớ lại lời dặn của thầy: thiên niên cổ thụ mặc tồn nhân. Nghĩ bụng dù sao cũng có tình nghĩa thầy trò, cứ nghe theo thầy thêm một lần xem sao. Nghĩ vậy, Nhan Uyên vội chạy khỏi gốc cây. Thật không ngờ, vừa chạy được một đoạn chưa xa lắm, một tiếng sét đánh chói tai, đánh trúng cây cổ thụ, khiến thân cây xé toạc ra làm nhiều mảnh. Nhan Uyên kinh ngạc, vế đầu tiên trong lời dặn của thầy đã ứng nghiệm rồi. Chẳng lẽ sắp tới mình còn hại người nữa sao? Nhan Uyên mang theo băn khoăn đó trở về nhà. Đến nhà, cũng đã đêm muộn nên ông không muốn kinh động người nhà. Vì thế, ông dùng thanh kiếm mang theo bên mình, đẩy then cửa lên. Đến trước giường ngủ, lấy tay quờ, ông giật thót mình. Ông thấy đầu giường có một người nằm, và phía cuối giường cũng lại có một người nằm.
Nhan Nguyên bỗng nổi cơn thịnh nộ. Ông tức tối, cầm thanh kiếm bên người định xông vào chém. Nhưng đúng lúc đó lại nhớ tới lời dặn của Khổng Tử: sát nhân bất động, vật đồng thủ. Ông khựng lại, thắp nến lên nhìn cho kỹ. Ông mới nhận ra trên giường là vợ và em gái mình. Trời sáng, Nhan Uyên vội lên đường trở về chỗ Khổng Tử. Vừa thấy thầy, ông liền quỳ rạp xuống nói: thưa thầy, lời thầy dặn đã cứu được con, vợ con và em gái con. Làm sao thầy có thể biết trước được rằng sẽ xảy ra những chuyện như vậy? Khổng Tử liền đỡ Nhan Uyên dậy rồi nói: hôm qua trời oi nóng, ta đoán trời sẽ có mưa gió sấm sét, vì thế nhắc con không nên đứng dưới gốc cây. Con về nhà mà trong lòng giận dữ khó chịu, trên người lại mang theo kiếm, vì thế nên ta nhắc con không ra tay mà chưa biết rõ thật hư mà thôi. Nhan Nguyên cúi đầu kính cẩn, thầy liệu sự như thần, học trò vô cùng kính phục. Khổng Tử lại nói tiếp: ta biết con xin về nhà có việc chỉ là cái cớ, thực ra con cho rằng ta hồ đồ nên không muốn theo học ta nữa. Con nghĩ xem, ta nói 3823 là đúng, con thua nhưng chỉ mất một cái mũ. Nếu ta nói 3824, người ta thua chẳng phải mất một mạng sao? Cái mũ của con quan trọng hay là mạng người quan trọng hơn? Nhan Nguyên lại một lần nữa kinh ngạc và bừng tỉnh ngộ. Ông quỳ rạp trước mặt thầy nói: thầy trọng đạo nghĩa mà xem nhẹ thị phi. Học trò đã có rằng thầy tuổi cao mà không tỉnh táo, trò thật vô cùng xấu hổ.